ngỡ ngàng trước nhan sắc con gái Quyền Linh quả tam thường. Dù ở khoảnh khắc tam thường, không chỉnh sửa thì con gái Quyền Linh vẫn đẹp mê hồn. Mới đây, mạng xã hội rầm rộ với loạt ảnh qua cam thường của con gái MC Quyền Linh, bé lọ lem. Dù không có sự can thiệp của các công cụ chỉnh sửa, con gái Quyền Linh vẫn toát lên vẻ đẹp trong sáng, tươi tắn giữ nguyên nhan sắc nổi bật, thu hút. Với làn da trắng mịn, mái tóc đen dài thẳng mượt và đôi mắt to tròn, con gái Quyền Linh đã ghi điểm tuyệt đối nhờ những đường nét hài hòa trên khuôn mặt. Trên các diễn đàn, nhiều bình luận bày tỏ ngỡ ngàng khi chứng kiến vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết của con gái Quyền Linh. Đồng thời khẳng định cô bé sở hữu nhan sắc hiếm có, không cần nhờ đến công nghệ chỉnh sửa hình ảnh. Trong loạt ảnh được lan truyền, con gái Quyền Linh diện trang phục với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, chiếc áo màu kem với phần tay áo bồng nhẹ tạo cảm giác dịu dàng, nữ tính. Đi kèm với đó là chiếc váy dài màu nâu tối, một sự kết hợp hài hòa tạo nên vẻ trưởng thành nhưng không kém phần trang nhã. Thời trang của lọ lem không chỉ toát lên sự tinh tế mà còn tôn dáng vóc dáng thon gọn và chiều cao 1.73m nổi bật. Khoảnh khắc con gái Quyền Linh cầm bó hoa trắng, càng tôn lên nét nữ tính, duyên dáng. Phụ kiện tóc đơn giản, không cầu kỳ, nhưng càng làm nổi bật vẻ đẹp ngọt ngào và gần gũi. Từ những chi tiết nhỏ như trang phục đến phụ kiện, có thể thấy con gái Quyền Linh có gu thẩm mỹ tinh tế, thanh lịch, phù hợp với độ tuổi. Con gái Quyền Linh từng nhiều lần gây chú ý nhờ vẻ ngoài rạng rỡ. Thậm chí, cô bé còn được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu hoa hậu nếu tham gia đường đua nhan sắc. Bên cạnh ngoại hình nổi bật, con gái Quyền Linh còn gây ấn tượng với trình độ học vấn vượt trội. Trước đó, lọ lem từng được thông báo trúng tuyển vào Đại học Mỹ thuật London, University of the Arts London. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, con gái Quyền Linh đã quyết định theo đuổi ngành quản trị doanh nghiệp thời trang tại một trường đại học trong nước thay vì ra nước ngoài du học. Về phía Quyền Linh luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của con gái. Nam MC bày tỏ rằng gia đình sẽ không can thiệp vào quyết định của con mà luôn ủng hộ để lọ lem tự do phát triển theo con đường cô bé mong muốn.